hai xin chào tất cả các bạn và các cô anh chị. Hôm nay mình xin phép giới thiệu em Honda Way đẹp son, rất sạch sẽ luôn, xe màu xanh cam, bánh cặp bánh đĩa, máy móc kim đi rất là ngon luôn, cục vàng chạy rất là bền luôn, đi làm chở đồ làm cái gì cũng được hết. Và xe này mang số là 52S3 5863, máy móc thì im luôn. Và chiếc này là giấy tờ đầy đủ, bao sang tên. Và phép bán chiếc này với giá là 1.500.000, 20.500.000. Khi mua xe, các quý anh chị cũng vào lúc đăng ký và theo dõi thì đưa qua bên em sẽ còn bớt cho các quý anh chị nữa.